Mở đầu tiếp một hôm nay, chúng tôi trả lời thư của ông Trần Hoàng Dũng ở xã Tân Thạnh, thị xã Gia Rai. Trước đây, tôi tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Vậy thời gian làm nhiệm vụ tại Campuchia của tôi có được tính hưởng bảo hiểm xã hội hay không? Ông Dũng thân mến, điểm G điều 23 Nghị định số 33 trên 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân quy định như sau. Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thô diệt từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết chế độ trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thô diệt, hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội. Như vậy nếu ông chưa được giải quyết chế độ trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thâu diệt hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội là cơ sở để xác định điều kiện hưởng chế độ lương hưu. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của anh Nguyễn Văn Hậu ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, thư anh hỏi: Hàng năm, thời điểm gọi công dân nhập ngũ thường được tiến hành vào tháng mấy? Trong một năm, công dân được gọi nhập ngũ bao nhiêu lần? Nữ thì có được gọi nhập ngũ hay không? Xin chào anh Hậu, khoảng 4 điều 40 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định thời gian khám sức khỏe từ ngày 1 tháng 11 đến hết 31 tháng 12 hàng năm và điều 33 luật này cũng quy định công dân được nhập ngũ một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì cơ quan chức năng được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai. Địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ. Theo đó, định kỳ từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 trong năm, các công dân đủ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ nhận được giấy báo gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công dân trúng tuyển sẽ được gọi nhập ngũ vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm tiếp theo. Theo quy định hiện hành thì không gọi nhập ngũ với công dân nữ. Tuy nhiên, công dân nữ đủ 18 tuổi có thể viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự nếu có nguyện vọng. Bạn Hoàng Thị Quỳnh ở xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, thư bạn trình bày. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm. Vợ chồng tôi có nhận một bé gái 2 tháng tuổi làm con nuôi thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Bạn Quý thân mến, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Lao động nữ đặt dòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội, có vợ sinh con. Người lao động quy định tại các điểm B, C và D khoảng một điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người lao động quy định tại điểm B khoảng một điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoảng 2 và khoảng 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thô việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoảng 1 điều 39 của luật này. Theo quy định trên, bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của bạn Nguyễn Minh Quang ở phường Hộ Phòng, thị xã ra Rai. Thư bạn trình bày. Dì ruột tôi lập gia đình, có con và chồng, nhưng họ không sống chung với nhau. Bây giờ dì sống với tôi, dì có hứa sẽ để lại tài sản cho tôi. Vậy khi dì qua đời, tôi có được nhận thừa kế hay không? Bạn Hoàng thân mến, theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, những người được nhận thừa kế được xác định dựa vào nội dung di chúc hoặc được chia thừa kế theo pháp luật. Trường hợp gì bạn mất có để lại di chúc, nếu di chúc hợp pháp thì việc chia di sản thừa kế sẽ thực hiện theo di chúc của gì. Do đó, bạn có được nhận thừa kế hay không sẽ phụ thuộc vào nội dung di chúc của gì. Trường hợp không có di chúc hoặc có di chúc mà di chúc không hợp pháp, theo khoảng 1 điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015, trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp sẽ tiến hành chia thừa kế theo pháp luật. Theo điều 651 Bộ luật này, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như sau. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Hàng thừa kế thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắc ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Theo đó trường hợp gì bạn mất không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản của gì sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nếu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai nêu trên không còn do đã chết không có quyền được hưởng di sản, bị trước quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản, thì bạn hàng thừa kế thứ ba được nhận di sản. Anh Nguyễn Văn Tâm ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình hỏi: Ông nội tôi đã cao tuổi, đang nằm điều dưỡng tại bệnh viện. Đến ngày bầu cử, ông nội tôi có bỏ phiếu không? Nếu có thì bỏ phiếu tại bệnh viện hay ở đâu? Xin chào anh Tâm, khoảng 4 điều 69 luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau. Trong trường hợp cử tri ốm đau và yếu khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Căn cứ quy định trên, ông của anh đang bệnh, nếu không thể đến phòng bỏ phiếu được thì có thể bỏ phiếu tại bệnh viện do tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi bệnh viện mà ông anh đang điều trị. Ông Đặng Văn Đáng ở xã Định Thành A, huyện Đông Hải gửi thư về chương trình phản ánh. Vào cuối năm 2020, tôi bị tai nạn giao thông trên địa bàn xã An Phúc. Bà con ở hiện trường đề nghị người gây tai nạn chở tôi về nhà hay đến công an xã Định Thành A để giải quyết. Khi đến công an xã Định Thành A, không xử lý người gây tai nạn mà còn cho người này ra về. Tôi phản đối thì còn bị công an xã hành hung. Tôi đã gửi đơn yêu cầu nhiều lần, nhưng công an xã Định Thành A không giải quyết. Ông đáng thân mến, phản ánh của ông được Thượng tá Phan Giang Thắng, Phó trưởng Công an quận Đông Hải trả lời như sau. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, ông Đặng Giang Đáng bị tai nạn giao thông tại ấp Cái Keo, xã An Phúc, nhưng không trình báo với công an hay chính quyền xã An Phúc từ thỏa thuận giữa hai bên dẫn đến người gây tai nạn không khắc phục hậu quả. Việc ông đáng cho rằng bị đau ở dùng sườn phải là do công an xã định Thành A đánh là không có căn cứ. Vì trước đó ông đã bị tai nạn giao thông, không được bác sĩ kiểm tra bị chấn thương dùng nào trên cơ thể, chưa xác định được đâu là nguyên nhân dẫn đến ông đáng bị đau ở dùng sườn phải. Căn cứ vào kết quả xác minh, làm việc những người có liên quan chứng kiến vụ việc khẳng định không ai thấy công an xã Định Thành A đánh ông đáng. Ông đáng cho rằng công an xã Định Thành A không giữ người gây tai nạn, mặc dù người này cùng đến trụ sở quỹ ban dân xã là không đúng. Vì khi ông đáng vào trình báo vụ việc, không gặp trực tiếp lực lượng công an mà chỉ gặp các đồng chí quân sự xã. Khi được các đồng chí này báo lại với lực lượng công an xã, thì người gây tai nạn đã lên xe bỏ đi. Việc ông đáng cho rằng bị mất trên 3 triệu đồng tại quỹ ban dân xã Định Thành A là do công an xã và yêu cầu bồi thường là không có cơ sở vì ông đáng đến trụ sở xã Định Thành A trình báo vụ việc có sự chứng kiến của nhiều người và không ai thấy ông đáng có số tiền trên. Việc này chỉ một mình ông biết nên không đảm bảo khách quan. Từ những căn cứ trên cho thấy công an xã Định Thành A không có hành vi đánh ông Đặng Giang Đáng dẫn đến chấn thương và mất số tiền trên 3 triệu đồng như ông đã phản ánh. Trên đây là công dân phúc đáp của công an huyện Đông Hải. Chúng tôi chuyển đến để ông Đặng Giang Đáng được rõ. Bạn Trần Cẩm Hương ở xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi hỏi. Vợ dạ, chồng tôi đang ly hôn, chưa thống nhất được việc chia tài sản, đang yêu cầu tòa án chia. Tôi có một con riêng đã nhập khẩu chung và hộ khẩu của vợ chồng thì có được chia tài sản không? Bạn Hương thân mến yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Câu hỏi của bạn Hương, tôi xin trả lời như sau. Việc bạn yêu cầu chia tài sản có thể hiểu là tòa án xác định có hay không việc vợ chồng thỏa thuận chế độ tài sản xác định tài sản riêng của vợ hoặc của chồng xác định tài sản chung của vợ chồng quá trình tạo lập quản lý sử dụng cũng như à, tình trạng hiện nay của tài sản dân dân để giải quyết chia tài sản của vợ chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình về nguyên tắc là chia đôi nhưng có tính đến các cái yếu tố như là hoàn cảnh gia đình của vợ chồng công sức của vợ chồng trong việc tạo lập mối quan hệ và phát triển khối tài sản chung. Vân vân. Việc chị có đứa con riêng có cùng chung hộ khẩu với gia đình không liên quan đến việc chia tài sản chung của vợ chồng vì đây là tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng chị. Nên con của chị không có quyền lợi đối với tài sản cũng không có được chia tài sản này quý vị và các bạn thân mến phát biểu trả lời của luật sư lê hải lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại